Xin chào tất cả các bạn, mình là Lan, mình đến từ công ty BBT Baby của tôi. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Bồ Đề, Hà Nội. Mình vừa hoàn thiện lắp đặt xong bộ cầu trượt xích đu của Hàn Quốc. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi, khuôn viên rất là rộng. Đây là cận cảnh chi tiết bộ cầu trượt xích đu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Sản phẩm này được phối hai màu là màu ghi và màu kem. Đây là một trong những sản phẩm hàng đầu của tập đoàn IAIA, chuyên sản xuất thiết bị vui chơi cho trẻ em. Nhà nhựa cầu trượt quay bóng xích đu của Hàn Quốc. Đây. Sản phẩm này là sản phẩm đa năng, bao gồm cầu trượt xích đu và kết hợp với trò chơi bóng rổ. Sản phẩm này là sản phẩm độc quyền được phân phối bởi công ty BBT Baby của tôi. Các bạn thấy là sản phẩm này chuẩn đẹp từng cm. Đây, thương hiệu IAIA đây. Casa. Và đây là sản phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Thiết kế tinh xảo và sắc nét. Phần cầu trượt có 4 bậc. Tất cả các bậc đều được thiết kế phần chống trượt. Đây các bạn thấy là có hình gấu này, táo này, kẹo này. Rất là đẹp và bắt mắt. Phần máng trượt rất dày và thoải. Các bé có thể trượt xuống dễ dàng. Phần ghế tựa tương đối cao và ở ngoài, nếu mà bộ này lắp đặt ở ngoài trời thì có thêm cái phần chắn ngang này, là có thêm hai cái lỗ này để mọi người có thể khoan xuống để cho nó cố định, rất là chắc chắn và an toàn cho các bé chơi. Đây. Thiết kế rất là hài hòa và bắt mắt. Ngoài màu ghi kem này còn có nhiều màu khác nhau. Màu xanh ngọc này, màu hồng này. Các bạn muốn mua hàng chính hãng độc quyền phân phối của từ Hàn Quốc, các bạn hãy vào trang babycuatoi.vn để chọn màu và đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác.